Lại với bản tin của tờ Nhật Báo Người Việt từ vót trong diệt Mỹ sang nịnh Mỹ. Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà tham dự Miss World năm 2021 tại Puerto Rico, lãnh thổ của Mỹ, bị đá kích dữ dội trên mạng xã hội sau khi trình diễn bài Cô gái vót trong bằng đàn tơ rừng, có nội dung chống Mỹ, nay đổi sang trình diễn bản nhạc nổi tiếng của người Puerto Rico. Nhiều báo mạng tại Việt Nam hôm thứ Hai 6 tháng 12 đưa tin cô Đỗ Thị Hà tại chương trình thi tài năng sắp diễn ra sẽ trình diễn trên đàn trưng ca khúc Despacito, rất nổi tiếng của người Puerto Rico. Trang mạng Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV kể là cô Đỗ Thị Hà chọn Despacito vì thấy bài hát này phù hợp với không khí sôi động tại Puerto Rico, nơi đang diễn ra cuộc thi Miss World năm 2021. Đàn trưng là một nhạc cụ gõ quen thuộc của nhiều dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên Việt Nam, đặc biệt với hai sắc dân Gia Rai và Bana. Đàn trưng làm bằng một số ống tre có kích thước dài ngắn khác nhau, có thể từ 12 đến 16 ống xếp thành hàng trên giá đàn theo cách xếp đặt từ ống ngắn đến ống dài hôm 27 tháng 11 tại vòng 2 phần thi tài năng của Miss World 2021 để gây ấn tượng đối với giám khảo. Cô Đỗ Thị Hà trình diễn trên đàn từng phần nhạc bài cô gái vót trông mà không hát lời. Tuy nhiên, ca khúc cô gái vót trông có từ thời chiến tranh Việt Nam với những lời như mỗi mũi trong nhọn hoắt cầm thù, còn giặc Mỹ cọp đeo, chờ bọn bay, diệt bọn bay, đã gây phản ứng dữ dội chẳng kém gì những lời phẫn nộ đối với ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, ăn thịt bò giác vàng ở London hồi đầu tháng 11. Đài VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam, dẫn lời cô Hà khi đổi bài, đang nói rằng, Hà nghĩ đây sẽ là một sự giao thoa tuyệt vời giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và giai điệu đặc trưng của đất nước nơi Hà đang dự Miss World 2021. Nó cũng như một món quà nhỏ nhỏ Hà muốn gửi tặng đến Puerto Rico. Các báo tại Việt Nam cập nhật tin tức tung hứng các cuộc thi hoa hậu khắp nơi mà Cộng sản Việt Nam đưa người đi tham dự nhằm mục đích tuyên truyền chính trị. VOV dẫn lời cô Hà giải thích về nét đặc biệt của giải Miss World năm nay tổ chức tại Puerto Rico điều làm một cô gái đẹp ở Miss World đấy chính là cô ấy tự tin với vẻ đẹp của cô ấy bất kể bạn có hơi thừa cân một chút, bạn có hơi ốm một chút, lép một chút hay lùn một chút cũng không sao, bạn vẫn đẹp và Miss World luôn tôn trọng bạn. Bạn đẹp vì bạn tự tin là chính bạn. Theo từ điển Wikipedia, despacito, từ từ. Thông Thạ là một ca khúc hợp soạn của ba ca sĩ người Puerto Rico, Luis Fonsi, Erika Ender và Daddy Yankee, trình diễn lần đầu tiên hồi năm 2017, sau đó được nhiều ca sĩ nổi tiếng khác trình diễn, có thể tìm thấy qua mạng YouTube. Tìm kiếm với công cụ Google, người ta thấy có tới 3,3 tỷ lượt tìm kiếm ca khúc này vẫn theo Wikipedia ca khúc Despacito có lúc đứng đầu bản ưa thích tại 47 quốc gia trên thế giới riêng tại nước Mỹ ca khúc hát bằng tiếng Tây Ban Nha này nằm trong số 100 ca khúc đầu bảng được yêu chuộng nhất đổi giọng từ vót chông giật giặc Mỹ cọp đeo sang gián tiếp nịnh Mỹ có giúp cho cô Đỗ Thị Hà lọt vào vòng chung kết hay không chờ kết quả những ngày sắp tới Puerto Rico là một đảo lớn lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kỳ nằm trong vùng biển Caribe ở Trung Mỹ, cách mỏm phía nam của tiểu bang Florida khoảng 1.600 km. Đảo có khoảng 3,2 triệu dân, vốn là cựu thuộc địa của Tây Ban Nha, nên cư dân nói cả hai thứ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Công dân Puerto Rico cũng mang quốc tịch Mỹ từ năm 1917, có quyền tự do đi lại và kiếm việc làm trên nước Mỹ, nhưng không có quyền bỏ phiếu bầu tổng thống và không phải trả thuế liên bang. Hiện người dân Puerto Rico chưa quyết định dứt khoát qua một cuộc bỏ phiếu là có nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ hay không. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục đọc báo và điểm tin trên kênh Tâm thức Việt TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.